Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá nung nóng tạo ra chất khí độc hại có nhiều chất độc giống như trong khói thuốc lá điếu thông thường. Tại Việt Nam, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là các sản phẩm mới xuất hiện trong gần 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh ở nhóm tuổi 13 đến 15 tuổi đã tăng hơn gấp đôi từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Tại Việt Nam, tuần lễ quốc gia không thuốc lá được triển khai từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5. Năm nay, Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm 2024 được Tổ chức Y tế Thế giới phát động với chủ đề Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá. Đại diện Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá cho biết, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là các sản phẩm mới xuất hiện trôi nổi tại Việt Nam qua nhiều cách khác nhau trong gần 10 năm trở lại đây để tiếp tục tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá bộ y tế đề nghị các bộ ngành đoàn thể trung ương phối hợp chỉ đạo tổ chức các hoạt động tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá đồng thời thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc trong cơ quan bộ và các cơ quan đơn vị chỉ đạo đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, được quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan đơn vị, treo biển cấm hút thuốc tại nơi làm việc